vốn dĩ là một người ngoại đạo, nên đâu dám luận bàn về Phật giáo tôn nghiêm. Nhưng để nhắc về người làm tôi lay động trái tim thì có hai người, là ông Ba Bé ở xứ Sen và sư Thích Minh Tuệ. Vì họ luôn song hành hai hướng thiện đại từ, chẳng chỉ là giấc mộng phù du, nên cõi ta bà cho chúng ta chịu đựng trải qua những muộn phiền khổ ai. Nhưng sẽ được mấy ai đã thành tâm không tâm đại, triệt tiêu hết tham sân si để có đại hùng đại từ bi đại lực hồng đánh thức lương tri, tiếp thêm niềm tin mãnh liệt cho mọi giới đều có đức hiếu sinh với muôn loài trên nhân thế, nhằm đóng góp công sức nhỏ nhoi để gìn giữ non sông gấm dốc yên lành. Vì mỗi người có một sứ mệnh riêng mong muốn được hoàn thành, như đối với doanh nhân Quỳnh Văn Bé, ông luôn sẵn sàng lặng lẽ giúp dân, giúp bằng tấm lòng cao cả nghĩa nhân, giúp không cần trả ơn, giúp không cần tạo tâm tình, muốn đi được khắp nơi để giúp bà con nghèo từ Nam chí Bắc. Nhân sinh thất thập khổ lai ly, ngày về các bụi chẳng còn đến ngày ta mất, sẽ chẳng thể mang theo dù một cách một đồng
phải sống vì nhau mà sống lớn tấm lòng. Nhớ lại hồi đất sen hồng dịch bệnh, nhiều công nhân nghèo cảnh thất nghiệp tràn lan. Ông ba bé thấy thương cuộc sống cơ hàn, nên lấy tiền dưỡng già ra sẵn sàng giúp đỡ. Tấm lòng ông như sen hồng rạng rỡ, tô thắm dáng nụ cười trên xứ sở yêu. Lòng nhân ái mãi